Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn trở lại kênh Huy Phúc Ô Tô. Và trong buổi chiều tối ngày hôm nay, bên em sẽ tiếp tục review và giới thiệu tới quý anh chị thêm một mẫu xe bên em vừa mới cập nhật về trong ngày hôm qua. Mẫu xe Mazda 3 sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2009, phiên bản số tự động. Với chiếc xe Mazda 3 này thì được trang bị khối động cơ là 1.6 mọi người nhé. Chính xác là chiếc xe này trang bị khối động cơ 1.598 mọi người nhé, xích xoát 1.6. Với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ rơi vào tầm khoảng từ 7 cho đến 8 lít nhiên liệu trên 100 km hỗn hợp quý anh chị ạ. Và nhất là chiếc xe này là số tự động này, số tự động bản hatchback mang màu đỏ tươi, rất là đẹp quý anh chị nhé. Bản này là bản Mazda 3 nhập khẩu và là bản đủ luôn, có cửa sổ trời luôn mọi người này. Đấy, có cửa sổ trời, na răng đúc, phanh ABS, xin nhan tịnh bên sườn. Đấy, đèn bi xe lông siêu sáng. Đây, một mẫu xe rất là đẹp luôn quý anh chị nhé. Và trước khi vào đi chi tiết nội ngoại thất của mẫu xe này, thì quý anh chị nào đang xem video của bên em thì cũng kính mong quý anh chị ủng hộ kênh mua bán của em bằng cách là đăng ký kênh và nhớ bật nút chuông ạ. Bật nút chuông thông báo, cái nút chuông màu đỏ phía bên dưới góc phải màn hình ngay cạnh nút đăng ký mọi người nhé. Để mỗi khi bên em lên những clip mới thì quý anh chị sẽ là một trong những người đầu tiên được nhận thông báo từ kênh YouTube ạ. Và bây giờ thì em sẽ đi chi tiết mẫu xe Mazda 3 sản xuất năm 2009, số tự động, để cho mọi người cùng xem và đánh giá chất lượng về xe quý anh chị ạ. Như mọi người nhìn thấy thì dễ dàng nhìn thấy thì chiếc xe này thì mang biển số 37, biển số Nghệ An mọi người nhé. Và vẫn còn nguyên một chủ từ đầu 4 số luôn. Đấy, biển 1087 cũng tương đối đẹp đúng không ạ? Biển 4 số này. Và điều dễ dàng nhìn thấy nhất là nước sơn rất là bóng đẹp luôn ạ. Đấy, em về phần đầu thì trang bị đèn bi xe lông siêu sáng với anh chị này. Đó. Đèn bi xe lông siêu sáng rất là đẹp luôn mọi người nhá. Mặt đèn sáng trong. Đấy, xóa đèn sáng. Bên dưới thì có đèn gầm này quý anh chị này. Đó. Nước sơn thì cực kỳ đẹp rồi. Đẹp long lanh luôn, không có bất kỳ một cái vết xước nào mọi người nhé. Phía trước thì có logo của Mazda này. Đấy. Đèn bi phía bên bên phụ này cũng thế mọi người nhé. Đó. Đây, nước sơn xi cực kỳ sạch sẽ luôn này. Đó. Em sẽ bắt đầu quay từ phần bên tài này mọi người này. Với kiểu dáng hatchback mọi người nhé, Mazda 3 sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2009, số tự động hatchback với khối động cơ là 1.6, mức tiêu hao nhiên liệu từ tầm khoảng 7 cho đến 8 lít xăng trên 100 km hỗn hợp. Chiếc xe này là máy xăng mọi người nhé. Đó. La răng đúc này quý anh chị này. Đấy, em sẽ quay luôn phần lốp mọi người xem này. La răng đúc này. Đấy, mọi người có dễ dàng nhìn thấy là la răng rất là sáng đẹp luôn. Phanh ABS. Với mẫu xe này thì có phanh đĩa 4 bánh mọi người nhé. Đây, phanh đĩa 4 bánh này. Đó. Nước sơn thì em sẽ đứng ở góc độ chéo này để cho mọi người xem này. Đấy, nước sơn xi thì sạch sẽ luôn này. Form dán rất là căng luôn. Đấy, tất cả các đường ghép nối ban đầu sâu sau này. Và các cái đường khe kẽ cánh cửa này mọi người này. Đấy, quý anh chị có thể nhìn thấy là rất là kín khít đúng không ạ? Không có dấu hiệu va chạm đông đụng gì. Sơn xi cực kỳ sạch bóng luôn. Sạch đẹp luôn mọi người nhé. Đó. Về cái gương này thì mọi người có thể hãy nhìn chia sẻ với mọi người chút này. Nếu cái gương này mà mọi người về mà ốp lên đây một cái ốp gương chrome và có xi nhan bên trên nữa thì là chiếc xe này sẽ đẹp hơn rất là nhiều mọi người nhé. Đó, mẫu xe kiểu dáng hatchback rất là sang trọng và đẹp luôn mọi người ạ. Đấy, cực kỳ sang trọng và đẹp nhé. Và kiểu dáng thì cũng rất là bắt mắt. Đấy, đây là phần phía sau của chiếc xe Mazda 3 này. Đấy, rất là bắt mắt luôn. Sơn xi sạch sẽ, bóng sáng luôn mọi người nhé. Đấy, em sẽ quay zoom sát vào. Đấy, quay sát vào cụm đèn để cho mọi người xem này. Đấy, đèn phía sau. Đấy, hơi vuốt ngược lên phía trước.
Đấy, mút ngược lên rơi vào đầu tầm khoảng 20cm mọi người nhá. Tạo thành cái điểm nhấn rất là đẹp cho xe luôn ạ. Form dáng hatchback có camera lùi phía sau này mọi người này. Đấy, phía sau này có camera lùi và ẩn trong cái lắp capo rồi mọi người nhé. Đấy, lắp capo phía sau. Mazda 3 sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2009, phiên bản số tự động, trang bị khối động cơ là 1.6 với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng 7-8 lít lít xăng trên 100 km hỗn hợp, thì đây là một mức tiêu hao nhiên liệu khá là hợp lý mọi người nhé, không quá ít và cũng không quá nhiều. Đó. Form dáng này, nước sơn này, form dáng sạch đẹp, sơn xi cực sạch đẹp luôn mọi người này. Em sẽ quay sát cái nước sơn và góc độ chéo như này thì mọi người dễ dàng quan sát thấy và không hề có một bất kỳ một vết xước nào mọi người nhé. Đấy. Và khẳng định với quý anh chị là chiếc xe này máy số zin luôn, máy còn zin ạ. Lốp nắp sạch sẽ này. Đó. Mặt la răng rất là sáng luôn này. Bốn phanh đĩa, bốn bánh mọi người nhé. Rất là an toàn luôn. Có cân bằng điện tử, cửa sổ trời. Đây cửa sổ trời đấy mọi người này. Đấy. Mẫu xe màu đỏ tươi. Màu đỏ tươi rất là đẹp luôn. Và mức giá cho chiếc xe này thì rơi vào đâu đó khoảng 315 triệu đồng mọi người nhé. Đấy, chiếc xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 315 triệu ạ. Mọi người nhìn form dáng rất là sạch đẹp đúng không ạ? Form dáng đẹp, cam kết máy số zin, keo chỉ zin. Không mất một phân keo chỉ nào mọi người nhé. Không mất một phân keo chỉ, không mất một phân đinh bấm nào. Em sẽ mở hết mọi cánh cửa ra và quay nội thất phía bên trong cho mọi người xem nhé. Nội thất thì rất là sạch luôn mọi người ạ, rất sạch đẹp luôn nhé. Zoom xa ra một chút này. Với chiếc xe Mazda 3 sản xuất năm 2009 này thì được trang bị bộ ghế da màu đen, tablo màu đen. Về chiều tối thì cái ánh nắng nó chiếu vào chiếu xiên nên là khi mà quay về nội thất của những chiếc xe ở cái góc độ xiên này rất là xấu mọi người ạ, ánh sáng nó rất là yếu. Đây nội thất đây mọi người này. Và trên các cái bậc lên xuống của xe đấy thì đã được trang bị các cái bậc lên xuống có logo Mazda, có đèn LED bên trong mọi người nhé. Tối đến cái đèn LED này sáng rất là đẹp luôn mọi người này. Đấy, và mọi người có thể dễ dàng quan sát này, tất cả các cái vách xe này, vách xe sơn xi còn cực kỳ đẹp luôn nhé mọi người nhé. Đó. Rất là đẹp và sắc nét luôn mọi người này. Đó, thì cả vách phía trong xe này. Ghế da lỗ nguyên bản mọi người này. Với bộ ghế da nguyên bản luôn mọi người nhé. Rất là sạch đẹp luôn. Hộp số tự động. Đây mình sẽ quay hộp số cho mọi người xem luôn này. Đó, hộp số tự động này. Tay phanh này. Bệ tì tay này. Đó, đây là cái ghế lái mọi người nhé. Ghế lái là ghế được sử dụng nhiều nhất đấy ạ. Thì mọi người hãy quan sát này. Cái da lỗ này còn nguyên bản này. Một chiếc xe sản xuất năm 2009 và được bên em đánh giá rất là cao và đi rất là ít luôn ạ. Đây, vô lăng củ số đây mọi người này. Vô lăng đấy. Sạch. Và sạch đẹp không ạ? Rất là sạch đẹp luôn này. Đấy. Trên phím, trên vô lăng thì có tích hợp phím bấm rồi này. Volume to nhỏ, lách bài, chuyển bài và các chế độ chức năng. Đây ạ, các bạn hãy quan sát về cái phần thiết kế của cái phần âm thanh giải trí này. Nhìn rất là sang trọng luôn đúng không ạ? Với chiếc đầu CD nguyên bản mọi người nhé. Đấy, đầu CD nguyên bản theo xe luôn. Độ zin, độ nguyên bản của chiếc xe này cực cao luôn mọi người này. Đấy, điều hòa này. Hệ thống điều hòa. Mẫu mã rất là đẹp luôn mọi người ạ. Phải nói là cực kỳ sạch sẽ và đẹp luôn. Đây, đây là phần vách
và cũng như là bậc lên xuống phía sau đây các mọi người này. Đó, có logo của Mazda này. Và hãy quan sát một chút về các cái đường thiết kế vách của xe này. Rất là sạch đẹp luôn ạ. Gầm thì phải nói là đây, em sẽ quay gầm luôn mọi người nhé. Đây là gầm của chiếc xe này mọi người này. Đó. Mọi người quan sát phần để chứa lốp dự phòng này. Đấy. Về phía gầm thì chỉ bị bẩn đôi chút thôi mọi người nhé. Còn lại là nguyên bản luôn. Đấy. Sắt xi cũng như là phía dưới rất là sáng luôn này. Gầm sáng choang luôn. Gầm mẹ thì đi cực kỳ chắc chắn rồi. Không hề bị mục mọt gì mọi người nhé. Khẳng định với mọi người là không có bất kỳ một vết mục mọt nào. Đó. Đây. Vách phía sau này mọi người này. Mazda 3. Đó. Nước sơn xi sạch sẽ. Đây. Tất cả các cái tem mác này. Còn theo nguyên nhà sản xuất luôn mọi người nhé. Đây là ký hiệu tem mác trên các cái vách xe. Đây. Đây. Nhập khẩu mọi người nhé. Xe này là xe nhập khẩu luôn này. Đó, Mazda 3 này. Đây, tem mác còn giữ nguyên theo nhà sản xuất này. Chưa mất đi một cái tem mác nào luôn này. Đấy. Các cái con ốc mở cánh cửa này, ốc cánh cửa này. Đấy, còn nguyên zin luôn, chưa hề bị mở bất kỳ một con ốc nào mọi người nhé. Đó. Sơn xi sạch sẽ. Xe này đi cực ít luôn. Đấy. Cửa sổ trời này. Đấy, cửa sổ trời. Hai đèn trần mọi người nhé. Trần lỉ nguyên bản luôn này. Đấy. Trần lỉ nguyên bản. Với giá tiền là 315 triệu đồng thôi mọi người ạ. Đấy. Đấy. Cực kỳ sạch đẹp luôn. 315 triệu. Với cái dàn âm thanh giải trí thì cực kỳ hay luôn mọi người nhé. Gương kính chỉnh điện này. Đây là phần cụm điều khiển tổng này. Gương kính chỉnh điện. Cục điện luôn này mọi người này. Nhẹ gương cục điện, mặt gương cục điện luôn nhé. Đấy, nếu chiếc xe này mà được thêm ghế điện nữa thì khả năng là rất là sang trọng hơn một chút nữa. Tuy nhiên là chiếc xe này chỉ có ghế chỉnh cơ thôi, không có ghế chỉnh điện mọi người nhé. Đó. Bây giờ em sẽ quay ra khoang máy cho mọi người xem nhé. Em này không cầm theo chìa khóa. Thì nếu như mọi người quan tâm đến mẫu xe này thì mời mọi người về xem xe. Xem xe, test xe, thử xe. Đây là tổng thể khoang máy của chiếc xe mọi người nhé. Bên em luôn khuyến cáo mọi người khi mua xe đến tận cửa hàng xem xe, test xe, thử xe, sờ tay vào xe, rồi mọi người hãy giao dịch mọi người nhé. Đó, đây mọi người hãy quan sát này. Một chiếc xe sản xuất từ năm 2009 mà tất cả các cái con ốc như trong khoang máy này còn cực kỳ sạch đẹp luôn mọi người. Em sẽ zoom sát lại cho mọi người xem một chút này. Đó, chưa từng mở một con ốc nào mọi người nhé. Khoang máy rất là sạch sẽ luôn. Với khối động cơ là 1.6. Đây, em sẽ quay sát vào cho mọi người xem này. Đến cả mặt lắp dàn cò còn chưa động mọi người nhé. Đó, đây. Lắp dàn cò còn chưa động. Tất cả còn zin nguyên bản 100% luôn mọi người ạ. Một chiếc xe rất ít đi luôn. Khẳng định và cam kết bằng văn bản cho mọi người là máy số zin nhá. Máy số zin, zin toàn bộ hết. Đây. Phụ giảm xóc này. Đó. Chưa từng, tất cả các phần giảm xóc còn đều chưa từng động luôn mọi người nhá. Chưa từng động, chưa động chạm đến bất kỳ một con ốc nào trong khoang máy cũng như là phần gầm bệ đều còn zin nguyên bản hết. Mazda 3 với khối động cơ là 1.6. Mazda 3 với khối động cơ là 1.6. Với sức tiêu hao nhiên liệu khoảng 7 cho đến 8 lít. Trang bị là la răng đúc này, phanh ABS, gương kính chỉnh điện, cân bằng điện tử, cửa sổ trời, túi khí trên vô lăng, đèn bi xê lông. Và chiếc xe này bên em chào bán với mức giá là 315 triệu đồng nhé. Quý anh chị nào mà quan tâm đến dòng xe này
thì vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại hotline của cửa hàng bên em 0947 535 262 hoặc là 0983 569 097. Rất vui lòng được phục vụ quý khách 24/24 giờ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các clip lần sau ạ. Quý vị anh chị nào xem kênh của bên em, nếu như mà biết thông tin về các loại xe muốn bán thì quý anh chị cũng có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại hotline của cửa hàng bên em quý anh chị nhé. Về dịp cuối năm thì bên em đang cần mua rất là nhiều xe ạ. Nếu như mua được xe thì bên em sẽ cũng gửi quý anh chị một chút tiền, gọi là tiền cà phê sáng quý anh chị nhé. Vâng ạ, em Phúc xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào 8:30 tối hàng ngày cũng như là 11 giờ trưa hàng ngày ạ. Xin cảm ơn.